Quang Duy Minh kính chào quý cô chú anh chị cô bác đã trở lại kênh YouTube của Duy Minh. Hiện tại giờ Duy Minh đang có mặt ở tại mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, quý cô chú anh chị. Sáng nay thì Duy Minh thấy có một chiếc xe, đó là bà từ đến từ Vũng Tàu quý cô chú anh chị. 729 là biển xe Vũng Tàu. Dạ con chào chú. Dạ. Chú đi xe này đúng không chú? Đúng, xe bên không, kia. Xe bên kia ha. Dạ. Xe này của chú hả? Mình để được chứ ha. Dạ, được ở đây hôm nay ít người chắc để tạm được. Chú từ Vũng Tàu vô hả? Dạ. Chào chú nha. Ồ ồ. Sáng nay thì mình cũng mua 1 ký quýt của chị Thí Diễm, 1 ký thì 30 ngàn. Và một loại chai xì tin thì của Duy Minh nha. Hồi sáng nay có cô chú đến quá nhiều, chào Minh nha. Chào. Có cô chú đến sớm quá ha, quý cô chú anh chị. Dạ, 6 giờ mấy mà khán giả đến. Đến từ Vũng Tàu. Ồ ồ. Tuyệt vời. À, đêm nay con ngủ không được hả cô? 10 giờ đi, 8 giờ đi. Anh cầm giùm em tí. Cô nghe nó lên thăm cậu, cô vui ngủ không được không? Biết sao mà nó ngủ không được, nó mừng á. Dạ. Gặp cậu cô mừng quá. Mừng với ai mà hại ổng vừa được. Dạ. Dạ. Khóc luôn rồi kìa. Anh dùng hoa anh quay, cô khóc luôn rồi. Rửa sơ giờ thì anh Ngọc thì bên trong, Duy Minh thì ở ngoài đây. Bởi vì Duy Minh thì chọn quýt ra quý cô chú anh chị. Cho em qua cái này chị. Cho cô nói nhiều người hại chú quá quý cô chú anh chị. Anh Ngọc ơi. Đây nè. Cô tâm sự quá đang tâm sự. Vì mình thấp hơn cái tí xíu quay. Gì hả? Trên này là không ai được lấy gì của ổng.
Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 7 tháng 4 năm 2024, năm Giáp Thìn. Con tên 37 tuổi, có kênh YouTube Duy Minh Vlog. Thắp nén hương trình giữa khắc gì các ngày thổ thần, thổ mộ, thổ địa, đất đai, dương trạch, thần hoàng, bổn cảnh, long thần, hộ pháp, nghệ trang, quan viên Bình Dương. Cũng như chúc mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, ông tinh thật võ văn ngoan, có pháp danh Tâm Giác, sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958 và mất ngày 5 tháng 3 năm 2023 dương lịch, nhằm ngày 14 tháng 2 năm 2023 âm lịch, năm Quý Mão, hoàng thọ 66 tuổi. Sáng nay được sự trợ duyên của chị Thúy Diễm ở Đài Loan gửi cho Duy Minh mua một trái cây và Duy Minh mua thêm một lon cho chị Tiên. Trước là mời chú về thọ thật sát, cầu nguyện cho chú được dẫn sanh về miền cực lạc. Duy Minh cũng không quên hồi hướng công đức cho đạo gia đình chị Thúy Diễm được ấm no hạnh phúc, làm ăn phát tài phát lộc, làm gì cũng được thuận lợi thuận bờ xuôi gió. Và Duy Minh nguyện giới cho mẹ quan âm nhân biến quật thực cho tất cả các hương linh ở trong nghệ trang Hoa Viên Bình Dương này về đây thọ thật tại ngôi mộ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Xin các vị các ngài thổ thần, thổ mộ, thổ địa, đất đai, dương trạch, thần hoàng, bổn cảnh, long thần, hộ pháp nghệ trang Hoa Viên Bình Dương chứng nhận dùm tấm lòng của Duy Minh cũng như của chị Diệm. Nam Mô A Di Đà Phật. Ở miền Tây mình không là nữ xài ăn xài chín, không không ăn xài chín. Nam Mô. Nam Mô. Nam Mô. Rồi cô kể quá nhiều câu chuyện để Duy Minh đi qua quay ha. Cho đất nước Việt Nam này ổng có ổng thôi chứ có ai sắm tết vậy đâu. Hèn mà giờ đất độ nữa hả cô? Ổng thương người lắm. Dạ. Cô khóc luôn rồi, khóc nước nở nãy giờ. Ổng má tư cho nó kể nó. Ổng cho từ thiện mà cái chỗ mấy người lớn tuổi. Ổng nuôi mấy năm trời lúc ổng bệnh gần bệnh nhiều ổng không nuôi nữa. Thì ổng không cho nữa. Mà được liên tục mấy năm mà vô cửa mười mấy hai chục người, người mấy trăm nữa. Tháng nào cũng đi. Ổng bệnh mà ổng dám đi hát. Mở cái chị đó tiện đi vô hấp nhang cậu xong có linh cái đàn con sen của cậu đem đi về. Tụi con ở trên đây chặn lấy lại. Đúng rồi, làm đúng chứ bữa tôi mới cách đây mấy ngày à. Thấy rồi, nãy tôi kể trên xe đó không thấy hả? Chị đó tên Phượng đó cô. Bịt mặt vậy đó. Y như Phượng. Lấy cái đàn còn dưới đời mà mấy chú này giữ nó hay chứ hồi đó nó hay nó buồn đâu đó. Dạ. Dạ. Rồi trong này rồi cùng lưng nó nhét. Mày nhét làm cái gì? Ai ống được không? Dấu. Dạ. Dạ. Mới cái con, ca sĩ không cái người này muốn làm này làm kia. Thôi ra nhìn biết ca sĩ rồi. Có chú Thanh Sang á bạn nữa hả chị? Nào qua cho thăm. Cô Huệ cô bên quê đây nè cô. Mấy ca sĩ nằm chung á. Mà tôi chủ yếu ổng thôi. Chủ yếu ổng thôi. Không phải gì. Cái gì mà từ lúc ông mất tới giờ mà tôi không đi được, tôi ức dữ lắm. Dạ. Tại vì đi không phải là không có phương tiện đi, có phương tiện, cô có phương tiện đi. Nhưng mà dạ, ngược lại con cái không có người giữ nhà, chị cô có nuôi mấy con chó, mấy con mèo hoang đó. Mình thử đi phải có người giữ nhà cho tụi nó ăn. Dạ. Phải gần thì đi đã che rồi đi được. Dạ là vui rồi đúng không cô? Lên lần này là vui rồi, hết ức rồi hả cô? Dạ. Có dạ, thể lên thêm lần nữa. Có nhịp tổng ở nhà thì cũng đi nữa không sao, cái này là chỉ đột xuất, còn cái này hứa giữ lời, hứa là chỉ lên đốt nhang cho ổng đừng cho mình mãn nguyện gì được rồi. Mắt vậy tôi không có muốn khóc mà sao tôi lên tôi thấy ổng tôi khóc. Dạ kỳ quá cô, không muốn khóc mà nước mắt chảy hoài. Dạ hôm nay là cô lên đây là bữa nay là cô về là cậu độ di chuyển cho cô hết bệnh cô khỏe là cô lên thì thăm cậu tiếp. Nói chung là nó cũng bệnh gì mà đều cái kiểu cô ăn ban đêm đó rồi chiều là cô ăn tối nó không tiêu rồi mình lớn tuổi thôi, nhưng mà vô tình là thấy lúc mà chạy cái mộ này lên hồi lúc mà gáp cái này nè thấy ông nắm con rồi ông dẫn đi là cô mới tin. Cô mới giái thôi, từ dạo đó tới giờ cô không đi. Ngày hôm qua tay chân mình mẩy xuyên hết trơn à. Cô nói trời ơi, trời tôi lên tôi kiếm ông mà ông đi tôi hứa tôi đi mà ông làm gì rồi tôi bệnh rồi tôi đâu có đi được. Cho tôi khỏe, tự xe lên đi không chóng mặt, không nói, không gì đó. Lại sáng nó không còn xưng nữa, tay chân giờ nặng. Quá linh. Quá cái linh luôn hả cô? Dạ. Đêm kể mà thấy dẫn ốc luôn á. 10 giờ con mèo nó đòi ra mà tôi một lần thường thường 10 giờ tôi ngủ được, ngủ lại vẫn được.
rồi thức luôn tới sáng tới giờ đi là 4 giờ mấy tôi ra tôi đợi mấy đứa này đi xe rồi. Mà lên xe thì người ta chưa ăn, bà này chưa ăn. Cô đi từ lúc mấy giờ cô? Cô đi ra xe thì xe nó khởi hành đi là 5 giờ rưỡi. Tại vì xe này xe cô bao. Dạ. Thành thử mình nói người ta là mấy giờ thì người ta chạy tới mấy giờ cho mình. Dạ. Mà cô có nói gành là qua viên này nó cho vô 7 giờ rưỡi nó mới cho vô. Tại vì cô coi trong máy đó. Không, 6 giờ là cho vô rồi cô. Bữa nó 7 giờ. Không. Rồi giờ vậy đó. Rồi cô mới đi lên. Mà lên vậy quá trời mừng. Tụi cô cũng gán đi. Thương ảnh đi. Giờ nó. Dạ. Cô thấy có người lấy cái đèn này là cô thấy cô bất bình đó. Dạ. Dạ, con cảm ơn cô nhiều ra, chúc cô nhiều sức khỏe nha cô. Dạ. Đây mình cũng lau mộ cho chú ha. Dạ. Dạ, cô về luôn hả cô? Dạ. Lau mộ cho chú buổi sáng cái quý của chú gì vậy? Dạ. Cô theo dõi rất là chặt chẽ, cô tâm sự khóc quá với cô chú anh chị. Cô nói là không biết vì sao mà đâu có muốn khóc đâu, mà khi lên đây gặp chú thì lại tự nhiên lại khóc. Nhiều khi khán giả cũng có nhiều khán giả cũng nói cha mẹ mình chưa sốc mà mình đến mình khóc ở đây làm chi. Nhưng mà thật sắc khi mà mình đến đây rồi mình mới biết được cái tự nhiên cái cảm xúc của mình. Nó không muốn khóc làm sao mà dằn được với cô chú anh chị. Nước mắt mà. Cảm xúc của mình làm sao mà mình nén được. Thì mình đến đây mình những người mà yêu quý chú thật sự thương chú. Thì người ta đến đây là tự nhiên rất là xúc động. Là tự nhiên là muốn khóc thôi. Chứ ai đâu mà muốn khóc. Dạ. Dạ. Dạ, con chào cô. Dạ. Cái này là cô có giá nhưng mà tùy hứng nếu mình có nhiều thời gian đó mình đi. Dạ. Nhà cô có hai chồng già. Hello, hai em. Hello, anh Bin. Chúng ta đi đâu anh Bin? Bữa giờ đi làm phim chứ đâu, mới đi show về. Gì hả? Mà qua đi An Giang á. Ồ. Chú thăm Thành Võ với. Gì hả? Ờ, đi Thành Võ ra. Ủa gặp Thành Võ luôn hả? Dạ anh phải không? Khỏe. Gì hả? Qua tao ngủ cà phê đó mà điện Hải đó mà. À. Giờ chắc mập dữ à. Bữa quay cái trái gừng á. Ông không quay trái gừng tao thấy ông cũng trắng á. Tao xuống tao hỏi thăm ông. À gì hả? Ừ. Giờ chắc ông mập dữ à. Cũng vậy à. Như vậy hả? Ổng là ông dễ mập lắm. Nhìn cái tướng ổng là. Ủa. Mèo này sẽ trắng lên rồi. Có dặn lắm cái nào cũng trắng. Nó đi học chưa con? Dạp chưa? Đại ca kêu lát đại ca. Hai chồng tí cũng mới đến luôn quý cô chú chị. Nào lấy chồng con cái. Lấy chồng đi, nào lấy chồng. Ô mèo. Mèo mèo mèo. Ơi, bữa nay mèo nha. Bữa nay trắng da ha. À, mèo nè. Mèo này trắng da nè. Sắp lấy chồng nè. Trời ơi, lấy chồng. Nói lao. Lao. Chưa đi học. Chứ sắp lấy chồng giờ thiệt tình. Cái này mình cũng một dĩa quýt. À, quýt của anh chị. Cho thí diễm ha. Và một... chai xì tin. Thì thôi để giờ mình đi thắp hương xung quanh quý cô chú anh chị. Thắp hương xung quanh cái ha. Mèo ơi mèo. Mèo. Mèo ơi. Hai, bốn, sáu, tám, mười. Hai, mười bốn, mười sáu. 8, 20, 22,
24, 26, 28, 29. Không gà không vô đây mèo. Mèo. Sao không gà không vô đây? Không vô đây. Hả? Không gà sao không vô đây? Không gà đi học hay gì? Chứ sao? Đằng kia không ra đây luôn hả? Sao kỳ vậy? Tình nghĩa chú cháu mình hết rồi hả? Hả? Tình nghĩa chú cháu mình hết rồi phải không? Chứ không có hả? Tưởng đâu hết rồi chứ. Mèo lâu lắm rồi mới lại đây quý cô chú anh chị. Mèo hơi dễ thương lắm đó. Rồi. Để như mình đi thắp hương xung quanh ha quý cô chú anh chị. Ừ. Sáng nay hôm qua nói gì ra không? Có con trùng nó bò lên là coi chừng chuyển mưa, trời mưa, thiệt mưa thiệt. Hôm qua thì mình thấy trùng bò lên, mình nói là thường thường á ông bà người ta nói là có cái con gì con trùng đồ ha nó hay bò lên á quý cô chú anh chị. Là tức là trời đang chuẩn bị mưa đó, nó báo hiệu á. Mà hay thiệt, đúng là ông bà xưa nói hay thiệt. Là mô gì vậy? Qua có trùng bò lên đó. Thì ra là báo hiệu là trời mưa quý cô chú anh chị. Bởi mấy ông bà xưa người ta nhìn trời nhìn đất cũng có cái mẹo gì đó quý cô chú anh chị, rất là hay luôn. Dự đoán thời tiết hay lắm. Nam mô gì mà làm như cái linh cảm vậy đó quý cô chú anh chị. Nam mô gì đó Phật. Đây là nghệ sĩ thời xa nè, còn đây là nghệ sĩ nhân dân Thanh Kim Hội. Nam mô gì đó Phật. Còn đây là nghệ sĩ ưu tú Nam Hùng. Nam mô. Nam mô gì đó Phật. Đây là nghệ sĩ ưu tú Tư Còn ha. Nam mô. Còn đây là nghệ sĩ vợ của nghệ sĩ Tư Còn. Còn đây là Nam mô Phật. Đây là nghệ sĩ Văn Tám đó quý cô chú anh chị. Tám Văn còn gọi là Tám Văn. Còn đây là nghệ sĩ Nhị Kiều, là hai vợ chồng với nhau quý cô chú anh chị. Còn giả Nhị Kiều cô với chú là vừa là bầu xô soạn giả mà vừa là bầu xô luôn quý cô chú anh chị. Nam mô gì vậy? Đây là Nam mô gì vậy? Mẫu của chú đạo diễn Lê Văn và cô Phùng Thanh là hai vợ chồng với nhau. Nam mô gì vậy? Con này là nghệ sĩ Thanh Sang, nghệ sĩ ưu tú Thanh Sang. Con này là nghệ sĩ đạo, nghệ sĩ ưu tú đạo diễn Lê Mộng Hoàng. Nam mô gì vậy? Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sáng nay thì có Nam mô A Di Đà Phật. Anh Ngọc nè, chị Bích nè, ta sớm nè. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi Hải nè, rồi tới Di Minh nè. Đó, chút xíu thì cũng tới 215 mét luôn. Nam mô A Di Phật. Đó là để mình điểm danh cho bà con cô bác buổi sáng, những anh em tới sớm ha. Nam mô A Di Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đó là những anh em hay tới sớm mỗi ngày. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Để là
lau dọn mộ chú buổi sáng cho nó được làm sạch sẽ. Nam mô A Di Phật. Và đón những vị khán giả đầu tiên. Thì tình hình ở dưới chị Hồng Loan thì không biết ra sao, quý cô chị. Thường thường thì cũng có nhiều anh em YouTuber đưa tin đưa về chị Hồng Loan, về những những ca sĩ như Linh Tý và chị Ni, rồi đưa tin những cái Nam Mô và những cái shop. Thì hiện tại bây giờ thì theo như mình biết thì cũng rất là nhiều những anh em ở dưới đó, người ta đã đi ra ngoài kia hai bữa nay rồi, và quý cô chú anh chị. Nhưng mà thật sự hai ba bữa nay rồi, Nam Mô gì đâu. Thì từ đây ra ngoài kia thì phải tầm phải là mất 2 ngày. Nói chung là hơn 1 ngày rồi, nhưng mình tính 2 ngày đi. Nam Mô A Di Phật. Cũng như là 2 ngày đó thì mới ra được tới Nghệ An. Đây ra ngoài đó thì hơn 1.000 cây, có 1.000 cây quý của chúng chị. Thì mình chạy xe ra thì, hoặc là chạy xe tô thì cũng phải mất 2.000. Vừa ăn vừa nghỉ ngủ luôn, vừa ăn nghỉ ngủ. Chúng mình chạy thẳng thét và sao chịu nổi quý của chúng chị. Tắt cái nhang này rồi. Một số thì một số cũng còn ít anh em, nhưng mà còn những cái kênh nhỏ với các chú chị. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì thường thường thì anh em mình cũng theo dõi những tin tức ở dưới để và chia sẻ cho bà con cô bác cùng xem. Nhưng mà giờ thì không ai hết, có một số anh em thôi, một số anh em kênh nhỏ thì mình cũng cập nhật, nhưng mà những người đó thì ít quay quý anh chị, ít quay trực tiếp, nên là cái tình hình ở dưới thì mấy anh em mình sẽ cập nhật thẳng thông tin trên Facebook của những nghệ sĩ cũng như là chị Hồng Loan luôn, cho bà con bác cùng xem luôn ha. Thì sáng nay thì anh em mình cũng lau dọn mộ và có khán giả đến rất là sớm luôn, cũng rất là tôm tắt hà há quý cô chú anh chị đó. Thì mình cũng xin chúc cho bà con cô bác buổi sáng sớm thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống ha, làm ăn cái gì cũng được hết, phát tài phát lộc, vạn sự bình an đó. Thì nói thật sự khi mà Duy Minh đi, khi cái lời nói của mình nó thật sự nó rất là quan trọng với cái chương trình. Hổm 4 ngày 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 4 ngày 4 ngày 4 34 tháng 4 tới 1 2 3 4 đó quý cô chú chị. 4 tháng 4 là Duy Minh đã cùng nhiều anh em ở YouTube ở dưới miền Tây là rủ Duy Minh đi rồi đó, nhưng mà Duy Minh không đi đó quý anh chị, do là còn có cái ăn huệ của chú quá nặng đó. Thì bà mong bà con cô bác khi mà anh em chia sẻ ở tại mộ, mong bà con cô bác hãy ủng hộ anh em mình và nhấn like chia sẻ để cho anh em mình có những cái động lực để là mấy anh em mình chia sẻ cho tất cả bà con cô bác xem ha quý cô chú anh chị. Bây giờ thì một cái đây là ngày thứ ba quý anh chị, thứ ba thì Duy Minh cũng không biết nói gì hơn, xin chúc cho tất cả bà con cô bác đang xem trên là kênh YouTube Duy Minh Vlog luôn luôn lúc nào cũng có nhiều niềm vui và gia đình gia đạo được là ấm no hạnh phúc ha. Bà con cũng đừng quên nhấn like và cũng như đăng ký và chia sẻ video giùm Duy Minh, và đặc biệt là mình nhấn vào cái chuông thông báo để khi mà Duy Minh quay những cái video mà mới nhất mà phát lên thì có thể là sẽ thông báo đến cho tất cả bà con cô bác cùng xem được. Nếu mà bà con không có nhắn vô chuông thông báo á, thì nhiều khi mình đăng cái video lên á thì không có tới tay được bà con ha. Bây giờ Duy Minh xin chào bà con, hẹn bà con lần một video tiếp theo nha.